Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Xuất hiện lá thư thông báo dừng khất thực của sư Thích Minh Tuệ. Ngày 17 tháng 11, AFI tiếng Việt loan tin, sư Thích Minh Tuệ dừng khất thực lần hai vì an ninh trật tự. Theo đó, sau lần bị cưỡng bức dừng khất thực đầu tiên xảy ra vào tháng 6 năm 2024, sư Thích Minh Tuệ một lần nữa phải gián đoạn việc tu tập, lần này được cho là tự nguyện. AFI cho biết, thông tin sư Thích Minh Tuệ dừng khất thực được báo Gia Lai Online, cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản tỉnh Gia Lai, đăng tải ngày 17 tháng 11. Bài báo đính kèm lá thư viết tay cùng chữ ký được cho là của vị tu sĩ này, với nội dung thông báo việc dừng đi khất thực, lý do vì điều kiện an ninh trật tự, an toàn xã hội chính trị không được đảm bảo. Theo AFA, đây là lần thứ hai việc tu tập của sư Minh Tuệ bị gián đoạn, lần đầu xảy ra vào ngày 3 tháng 6. Và đây là hình bản tin trên AFA. Khi đó, truyền thông nhà nước kết hợp với ban tôn giáo chính phủ ra thông báo, ông Lê Anh Tú, tên trước khi xuất gia của sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dần hoạt động khất thực. Tuy nhiên, những người đi theo sư Minh Tuệ cho biết, họ bị công an bố ráp và cưỡng bức dừng khất thực khi đang nghỉ đêm trên địa phận Thừa Thiên Huế. AFI nhắc lại, Nhà tu hành độc lập này sau đó biến mất trong một thời gian, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an nguy của ông. Đài truyền hình Việt Nam sau đó công bố phóng sự phỏng vấn ông ở một địa điểm không được tiết lộ. Một thời gian sau xuất hiện thông tin, sư thích Minh Tuệ về tỉnh Gia Lai để tiếp tục tu tập. Nhiều người ủng hộ ông đã kéo đến để tìm gặp. Trước đó vẫn theo AFA, cũng chính tờ báo tuyên truyền này cho đăng tải một tờ đơn viết tay khác được cho là của sư Minh Tuệ với nội dung đòi xử lý những người đưa hình ảnh của ông lên mạng. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ tính chân thật của lá thư này. Tại FA ngày 14 tháng 11 dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyễn Thanh Huy ở nhà Trang nói rằng nội dung lá đơn đi ngược hoàn toàn với lòng tự bi của ông Minh Tuệ vì một người đã từng nói không muốn đọc chú đại bi vì sợ ảnh hưởng đến ma quỷ thì sao có thể yêu cầu xử lý con người được. Ông Huy nhắc lại việc sư Minh Tuệ từng nhiều lần nói ai muốn quay phim hay chụp hình đều được miễn là họ thấy vui và hạnh phúc. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ. AFA cũng dẫn ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng lá đơn có thể là bước chuẩn bị để chính quyền cố lập sư minh tuệ về truyền thông và cách ly ông với đời sống. Ông viết trên Facebook cá nhân. Với Phật giáo, người tu hành không bao giờ chối bỏ đám đông tín ngưỡng được coi là duyên phước đối với mình, mà theo kiểu trong thư viết cho là phiền hạ như vậy. Đặc biệt đối với phái tu khất thực thì lại càng không do họ phải luôn tìm cách tiếp cận với tín hữu mỗi ngày như là một phần tu học cho đến mãn phận. Như vậy có thể nói, lá thư thông báo dừng khất thực của sư Thích Minh Tuệ cũng chưa được kiểm chứng. AFA cũng cho biết, công an và các cơ quan nhà nước khác đã nhiều lần đe dọa sẽ xử lý nghiêm những ai đưa tin sai lệch về sư Thích Minh Tuệ. Ít nhất 6 địa phương gồm An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng đã thực hiện việc xử phạt người dân do bị cáo buộc đưa tin sai sự thật về sư thích minh tuệ. AFA cho biết thêm, hiện tượng Thích Minh Tuệ đã thu hút dư luận cả nước trong năm 2024. Vị tu sĩ Phật giáo độc lập được chú ý bởi lối tu hành theo 13 hạnh đầu đà, đòi hỏi người thực hành phải đi khất thực hàng ngày và ngoài đồ ăn ra thì từ chối mọi hình thức cúng dường khác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức do nhà nước hậu thuẫn nhằm mục đích quản lý đạo Phật, đã nhiều lần tuyên bố sự thích minh tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Xuất hiện lá thư thông báo dừng khất thực của sư thích Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Cần thiết lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân nếu muốn tinh giản bộ máy. Ngày 16 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Muốn tinh giản bộ máy, cần phải làm gì trước mắt? Của tác giả Lê Thần, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng. Theo đó, tỷ lệ chi thường xuyên chiếm tới 70% ngân sách nhà nước, gây cản trở cho các khoản đầu tư phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và đảm bảo an ninh quốc gia. Tác giả đề cập đến một loạt nghị quyết trung ương về cải cách hành chính, nhưng thực tế, việc cải cách vẫn chưa hiệu quả. Nguyên nhân gốc rễ nằm ở cách tổ chức và vận hành bộ máy hiện nay. Đảng đóng vai trò độc quyền trong quản lý đất nước, tương tự mô hình phong kiến, nước của vua, nhưng thay vào đó là vua tập thể. Và đây là hình bài trên AFA. Theo tác giả, hệ quả là quyền lực của nhân dân hoàn toàn chỉ là hình thức. Bộ máy vận hành theo nguyên tắc quân đội chung với đảng, công an còn đảng còn mình, thay vì hướng đến lợi ích thực sự của nhân dân. Đây là lý do tại sao tinh giảng bộ máy không chỉ là bài toán kỹ thuật mà đòi hỏi một sự đổi mới toàn diện và triệt để về thể chế. Để tinh giản bộ máy, cần xác lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân, trong đó người dân phải thực sự làm chủ đất nước. Tác giả nhận định cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản như sau. Thứ nhất, trao quyền cho nhân dân. Thứ hai, sử dụng ngân sách hiệu quả. Thứ ba, trách nhiệm giải trình. Tác giả dẫn kiến nghị khẩn cấp về cải cách thể chế ngày 3 tháng 11 các tổ chức xã hội dân sự trong Nam, ngoài Bắc đã chia sẻ quan điểm với Tổng bí thư Tô Lâm rằng thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Để giải quyết vấn đề tận gốc rễ, cần một cuộc đổi mới lần thứ hai, cả về nhận thức lẫn hành động. Tất nhiên, chuyện này phải có lộ trình. Tác giả đề xuất các biện pháp cấp bách cần làm ngay, bao gồm như sau. Thứ nhất, sát nhập các tổ chức trùng lập giữa đảng và chính quyền. Thứ hai, giảm cấp phó và tinh giản chức năng chồng chéo. Thứ ba, các ngân sách cho các đoàn thể. Thứ tư, quốc hội thực quyền. Thứ năm, giải tán các hội đồng nhân dân cấp địa phương. Và đây là hình tứ trụ Việt Nam hiện nay từ trái qua phải Trần Thanh Mẫn, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cược. Tác giả cho rằng lịch sử thế giới đã chứng minh nghèo đói và lạc hậu chủ yếu bắt nguồn từ thể chế yếu kém và không hợp thời. Sự phát triển vượt bậc của Tây Đức so với Đông Đức trước đây Nam Triều Tiên so với Bắc Triều Tiên hay Canada so với các nước Trung Nam Mỹ hiện nay là những bằng chứng rõ ràng nhất. Tác giả nhận xét, Tổng bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay đã nhận ra rằng thể chế là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển. Các vị đều kêu gọi, dân tộc hãy bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới đòi hỏi một bộ máy hoạt động hiệu quả, một nền kinh tế năng động và một xã hội công bằng đây không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là điều kiện tiên quyết để việt nam hòa nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại tác giả kết luận tinh giản bộ máy không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là một bài toán phức hợp về thể chế và ý chí cải cách để đạt được một bộ máy hiệu quả gọn nhẹ và thực sự vì dân do dân cần giải quyết triệt để mối quan hệ giữa đảng và nhân dân đồng thời thực hiện một cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc bài học từ thế giới và từ chính những tồn tại của bộ máy trong nước đã chỉ ra rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đến từ một thể chế dân chủ minh bạch và trách nhiệm đây là thời điểm mà việt nam cần dũng cảm thay đổi vì một đất nước thịnh vượng và nội nhập theo tác giả kỷ nguyên mới sẽ không chờ đợi những bước đi nửa vời đổi mới lần thứ hai phải bắt đầu ngay từ hôm nay với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Cần thiết lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân nếu muốn tinh dạng bộ máy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.